mời quý vị khán giả đang đến với chương trình Bí kíp hạnh phúc trong khung giờ quen thuộc của chúng ta, 16 giờ 40 phút thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và ngày hôm nay để cùng trò chuyện với Minh Ngọc, xin mời quý vị khán giả hãy cùng gặp gỡ tiến sĩ tâm lý Tonya. Xin chào chị. Xin chào Minh Ngọc và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Dạ chị Tonya ơi, có rất là nhiều bạn trẻ ở thành phố là có gia đình ở thành phố luôn, sống chung với gia đình rất là vui vẻ thoải mái, nhưng mà đến một độ tuổi nào đó thì các bạn lại muốn ra riêng tự lập, thì đây là một trào lưu hay là một cách để các bạn tự khẳng định bản thân mình? Nếu như nhìn dưới góc nhìn về độ trưởng thành của cá nhân thì chị nghĩ đây là một cái xu hướng tích cực và nó là một cái cơ chế tâm lý bình thường. Khi con người ta có cái nhu cầu tự quyết nhiều hơn về cuộc sống của mình và các bạn cũng ý thức được nhiều hơn về cái trách nhiệm của bản thân mình đối với cuộc đời của mình. Cho nên nếu như mà xét ở cái góc độ trưởng thành cá nhân và các cái vấn đề thuộc về hoạt động cá nhân thì đây là một trong những cái cơ chế nó có lợi cho sự trưởng thành. Như vậy là chị Tonya ủng hộ điều này. Và cô Kim trong gia đình quen thuộc của chúng ta cũng đang muốn ra ở riêng. Cụ thể câu chuyện như thế nào thì mời chị Tonya và quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi. Hả? Ra riêng. Mọc ốc luôn á. Chị nghĩ sao vậy chị ba? Hả? Trời ơi, bây giờ nhà cửa có sẵn rồi nè, ăn uống đi làm về là có người cơm bưng nước rót, quần áo dơ có người giặt, dép dài dơ cũng có người phơi giùm. Chị ơi đất ơi, chị nghĩ sao vậy? Chị hơn biết bao nhiêu người ở tỉnh lên đây, người ta làm cả đời, phấn đấu cả đời, chỉ mong muốn mua được cái nhà trên này thôi cũng đâu có được đâu. Chị giờ chỉ có mà chị không biết trân trọng gì chân. Nghĩ sao trời, người ta ra riêng, người ta phải có vợ, có chồng, có con, cưới nhau đùm đề, người ta ra người ta ở riêng. Mình chưa có gì, mai quen thằng này, mốt chặt thằng kia, anh chia tay đứa này thì đặt ra ở riêng. Cười. Chị thấy anh hay không? Nó có vợ có con hết trơn, không chịu ra ở riêng, ở với ba má không à? Đây. Ê, vừa phải mày nó mất hậu rồi. Chị lớn rồi, chị có lý tưởng. Sống có lý tưởng. Chị phải sống cuộc sống độc lập. Chị muốn tự lo cho bản thân mình, không muốn nhờ giả, sống nép mình vào má nữa. Trời ơi. Rồi, Má. Giống như con đang coi tivi nè. Đó. Trời ơi. Má ơi, con nhỏ nào trong tivi mới nói chuyện rồi má. Đó. Thì anh hai. Nhỏ nào rồi má ở trên tivi đâu? Đó, đang coi cái kia đó, coi tivi à, bóng của em à. Cái bóng của em. Đó. Dạ. Là em nói đó. Trời ơi, học ở đâu vậy? Diễn giải hả? Giống như diễn giả vậy. Nói trời ơi, lý tưởng. Thôi nè, Kim. Ba con á là đi xuống đi về quê rồi. Nhà không có ai nha. Không biết chuyện chừng nào mà công chuyện nó mới xong. Mày cứ đặt đi ra ở riêng, ở nhà đó nó vắng rồi con à. Má phải nghe con, tại vì con nghĩ á là hả, con là bao nhiêu tuổi rồi, bây giờ con có lớn rồi. Mà con cứ suốt ngày con cứ ở nhà, con quanh đi quẩn lại ở nhà, con thấy con thấy buồn chán lắm. Với lại bạn con nha, con cảm thấy con thua kém bạn bè con lắm. Nhiều đứa à, 18 tuổi nó ra nó tự lập rồi, nó tự có cuộc sống riêng của nó rồi, nó tự lo hết. Bây giờ con là 30 tuổi rồi, con còn vẫn phải để cho má lo. Con cảm thấy vậy kỳ lắm má. Đùng cái đòi ra riêng. Hay là sống thử. Ê. Đúng đấy nha. Nè, ta cầm dao đó. Trong cái nhà này không có cái chuyện mà sống thử đó, nghe chưa? Má cấm nha. Không, trời ơi, mọi người phải tin tưởng con chứ, tại sao vậy? Trời, con không có sống thử. Chẳng qua là bây giờ lý do mà con muốn ra riêng thì vì con có muốn có một cuộc sống tự do, tự lập, tự lo cho bản thân mình. Con muốn là người làm chủ bản thân. Ủa vậy chứ, thưa giờ mày không có chủ bản thân nữa. Nè, má nói cho con biết, con đừng bao giờ. Má diễn nét bi kịch nữa kìa. Không, má không có chuyện cái nét bi kịch nữa. Bây giờ sao má? Khán giả nói là má chỉ có diễn một màu. Bây giờ tao diễn cách khác. À, má đa màu lên rồi nó chuẩn bị coi. Ôi, trời ơi, dồn cái cảm xúc nè, qua cái hành động thôi. Trời ơi, bóp gối như bóp tâm can của mình. Nén nước mắt, nén nỗi đau vào bên trong. Con tôi nuôi nó đẻ ra mà. Đổi nét khác. Đổi ác. Ôi. Được. Tôi nói cho cô biết, cô muốn ra riêng à? Tôi đồng ý. Đồng ý.
hốt hàng nha. Dạ dạ. Chúng tôi mời cô Kim trở lại hiện trường. Dạ má. Mời cô Kim ăn cỏ. Không, ok. Mời gì ba? Như là má đã nói là má sẽ đồng ý cho con ra riêng. Nhưng phải trả lời cho má vài vấn đề. Và sau đó thì con có thể tự tìm lời giải đáp cho chính bản thân mình. Vấn đề gì vậy má? Xin cho được hỏi, con ra riêng một mình hay nhiều mình vậy nhỉ? Dạ, dĩ nhiên là một mình rồi má. Bác, ý kiến đi con. Dạ má. Thế theo giá bình ổn thị trường như bây giờ, giá một căn phòng trọ bèo bèo cũng là 3 triệu một tháng. Có máy lạnh không? Không không, nó nếu mà có máy lạnh là tiền điện, tiền nước, tiền máy lạnh, tiền internet, tiền gửi xe nữa là sơ sơ một tháng cũng 4 triệu mà. Dạ. Ngoài ra, con còn phải có thêm những cái loại tiền gì nữa? Qua. Dạ. Con có ý kiến. Ăn. Uống. Cà phê. Cà pháo. Trà sữa. Bánh tráng trộn. Trái cây. Sương 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 sương. 1.5 một ngày, 1 tháng 30, vậy chi 4.5. Cảm ơn con, chưa hết đâu nè. Tiền son phấn mà là con gái mà. Nghe. Rồi tiền còn đi sinh hoạt, sinh nhật, đám cưới. Như vậy vậy chi là thêm bao nhiêu tiền nữa Kim nhỉ? Thì chắc khoảng 3 triệu má. 3 triệu, hồi nãy là bao nhiêu rồi? 8.5 rồi má. 31 triệu 500 này. Ngàn. Chị thấy chưa, ở ngày xưa ở với má có tốn tiền tốn bạc gì đâu. Có. Tốn gì? Mỗi tháng vẫn hùng tiền mà. Nhiều 3 triệu. Đó. 3 triệu. 3 triệu với 11.5 giữ, cái nào lớn hơn? Cho thêm 500 đi má, cho chẳng đi. Má má ơi, mai mốt bà chỉ ra riêng rồi 3 triệu là không có đưa cho má nữa đâu má. Trời, trời ơi, vô nữa rồi. Trời ơi, nước mắt đừng trồng kìa trời. Xuất sắc quá kìa. Bi kịch. Không sao. Kim à, con không cần tiêu thêm tiền cho má đâu, bởi vì má đã có anh Hoàng và có Phát rồi. Nhưng nỗi lòng của người mẹ, má chỉ nói một điều này với con thôi. Mỗi một tháng con chi là 11.500.000 khi ra ở riêng. Trong khi đó nước ngược vào trong á, đừng có để cho con cái nó thấy mình yếu đuối. Dạ. Nếu con ở nhà này với má, mỗi một tháng con chỉ chi có 3 triệu thôi. Ôi, đó là một cái giá quá chênh lệch. Chị ơi, bây giờ chị đi á là chị cũng phải gửi về cho má chứ, phải không? Má đẻ má nuôi mình tới giờ này trắng da dài tóc lẽ đi rồi không có gửi tiền mình cho má. Mình sinh ra từ đâu? Từ cha, từ mẹ. Trước là 3 triệu thì giờ cũng phải 3 triệu. Như vậy thì má nói như thế này, má không ép con đâu. Con muốn ra riêng thì con ra riêng, con muốn đưa cho má thì con đưa, không thì tôi má. Ôi má, thế đó má, 3 triệu con đưa cho má 3 triệu. Không, là 15 triệu. Má nói thật quá, nói đâu tới 17 triệu như vậy. 15 triệu. Sao con, được không? 15 triệu cho cái lý tưởng của mình, cho cái tự do của mình nó rẻ quá mà chị. Đứng đáng đúng không? Đứng đáng đúng không? Bèo quá mà. Bèo quá, chốt đơn. Con có chốt hàng không? Nhanh gọn lẹ rớt rẻn nè. Tự do. 2, 3. Chốt hàng. 2, ăn chè. Trời ơi, có chè đó. Đi ăn chè. Trời ơi, chè. Mỗi một tháng em muốn ra riêng chuẩn bị 15 triệu nha. Tiền kè 15 triệu. Dạ, như vậy là bây giờ chỉ còn một mình cô Kim ngồi suy nghĩ bài toán của riêng mình. Em muốn được hỏi ý kiến của chuyên gia là tại sao nhiều người lại muốn ra ở riêng. Và thật ra là bản thân em cũng đến một độ tuổi cũng muốn tách khỏi gia đình. Thì theo chị thì nguyên nhân tâm lý đó là từ đâu ra? Thực ra thì nó cũng sẽ có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến cái quyết định ra ở riêng của các bạn. Một trong những cái nguyên nhân quan trọng nhất và tích cực nhất là chúng ta đã chia sẻ với nhau ngay từ khi bắt đầu chương trình. Đó là việc mà các bạn muốn trải nghiệm nhiều hơn và thực sự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Tuy nhiên cũng có những cái nhóm nguyên nhân khác mà chúng ta cũng cần lưu ý là có thể cái cuộc sống chung nó bớt vui. Có những cái bất hòa mà rất là khó giải quyết với nhau và nó tạo ra cho người ta một cái nhu cầu, đó là việc thoát ly ra khỏi gia đình.
Và cũng có những cái lý do khác, có thể là cái việc ra ở riêng là nó thuận lợi hơn cho công việc hoặc là cho một cái giai đoạn nào đó trong cuộc sống. Tuy nhiên phản ứng của bà Thủy trong câu chuyện này thấy thì có vẻ là đồng thuận đấy, nhưng mà thực sự với rất là nhiều những cái chi tiết đó, chúng ta cũng nhận ra có vẻ đây cũng là một cái quyết định đối với bà thì nó cũng không phải là một quyết định thuận lòng bà đâu. Nhưng mà em nghĩ là đưa ra những khó khăn trước mắt không phải là cái để cản bước đâu, mà đối với những người trẻ như tuổi của em thì đó sẽ là những cái điều mà họ muốn đạt được. Đúng, cũng là một cách để mình tự chứng tỏ bản thân mình. Cái nội dung mà bà Thủy bày biện ra cho cô Kim là một cái kỹ thuật rất là tuyệt vời. Tuy nhiên như chúng ta nói về gọi là cái tâm cơ, cái ý đồ thì có vẻ như bà Thủy vẫn muốn giữ con gái ở lại cho gia đình. Nhưng quay trở lại cái nội dung câu chuyện đi, nếu như mà chỉ bàn đến nội dung thì chị rất là ủng hộ cái cách mà bà Thủy làm. Có nghĩa là bởi vì cái việc mà mình cản trở và mình đưa ra một cái lời nói không lúc này nó cũng không thể nào thay đổi được vấn đề. Đặc biệt trong cái trường hợp cô Kim đã là người trưởng thành. Và như vậy thì thay vì cản trở thì chúng ta sẽ bày biện ra cho bạn đó thấy điều gì đang đợi con ở cái cuộc sống riêng tư đó. Và nếu như mà con giải quyết được những vấn đề đó thì con cứ mạnh dạn. Mình nghĩ rằng là nó vừa là một cái gọi là một cái thông tin để bạn Kim bạn chủ động. Cái thứ hai đó là nếu như mà bạn cảm thấy không đảm đương nổi thì thôi quay trở lại. Và đúng với ý của mẹ. Nhưng mà trong trường hợp cậu đấy không có giải quyết được hơn thì đó cũng coi như là một cái sự chuẩn bị tâm thế rất là sẵn sàng cho cái việc sống riêng. Và như vậy thì ngoài những điều mà bà Thủy bày biện ra cho cô Kim thấy thì những bạn trẻ khi mà muốn ra riêng còn phải lưu ý những điều gì nữa ạ? Đầu tiên không thể né tránh đó là câu chuyện về tài chính. Và bạn sẽ phải trả lời rằng cái năng lực tài chính của mình nó có đảm đương được những cái yêu cầu hết sức là lý tính này hay không. Như vậy thì công ăn việc làm, cái thu nhập của mình là một con số bao nhiêu, và với cái con số đó thì mình sẽ phải có một cái phương thức chi như thế nào. Cái thứ hai đó là cái điều kiện sinh hoạt. Thực sự khi bạn rời ra khỏi nhà thì cái nhịp sống của bạn nó đòi hỏi bạn phải tự sắp xếp nhiều hơn. Cái sự hỗ trợ của gia đình nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Và bạn sẽ không thể nào ra khỏi nhà rồi mà vẫn gào thét và quay trở về để nhờ những cái người khác hỗ trợ mình. Thì điều này là về bản chất nó cũng chưa có ra riêng, mà nó chỉ làm cho cuộc sống mình phiền toái hơn thôi. Cái thứ ba đó là cái gọi là cái bản lĩnh của chúng ta. Thực sự thì khi bạn ở chung với ba mẹ, bạn vẫn được để mắt tới, bạn vẫn được quan sát, bạn vẫn được hỗ trợ. Và có thể là đôi khi bạn mềm yếu thì đã có người cho bạn tựa nương ngay lập tức. Nhưng mà khi bạn sống một cái cuộc sống riêng, bạn tự mình đối mặt với nhiều thứ. Trong đó có cả những cái gọi là những cái lời mật ngọt, trong đó có cả những cái tổn thương, trong đó có cả những cái sự đả kích mà cuộc sống mang đến cho bạn. Thế thì bạn sẽ phải ứng phó với những cái điều đó như thế nào? Trong cái cuộc sống tự lập đó thì mình phải hình dung để mình có thể có một cái tâm thế tốt nhất khi mà mình quyết định sống cuộc đời riêng của mình ở một cái nơi mà chỉ có một mình mình. Và như vậy thì thông qua những lời chia sẻ vừa rồi thì em đã hiểu được cái tâm lý của những ông bố bà mẹ cũng như những bạn trẻ. Thế thì em muốn hỏi riêng chị Tony A, nếu là chị có đồng ý cho con chị ra ở riêng không? Chị đã chuẩn bị cho việc con chị ra ở riêng ngay từ bây giờ. Khi mà bạn lớn nhà chị hiện nay thì đang ở độ tuổi cuối tiểu học. Ủa còn rất nhỏ chị ơi. Đúng, và chúng ta sẽ phải nhìn ra rằng là đến 18 tuổi ngay từ tư cách pháp nhân và sự thừa nhận của pháp luật thì bạn ấy đã phải là một cái con người độc lập rồi. Thế thì khi mà chúng ta chuẩn bị cho cái việc riêng tư này càng sớm thì một, chúng ta là cái người đỡ đau khổ nhất với cái sự rời xa của con cái, và cái thứ hai đó là bản thân đứa trẻ sẽ sớm để có một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái việc sống riêng của mình. Bởi vì muốn hay không thì cái ngày riêng tư đó nó sẽ cũng tới. Dạ, vậy tại sao chị không để bé ở bên cạnh chị cho đến khi bé lập gia đình thì mình hẳn để bé rời xa? Bởi vì lúc đó có thể là bạn ấy sẽ mất đi cơ hội để có thể trưởng thành thực sự trong một vài những cái quyết định. Mà thực tế rồi những quyết định đó là chỉ có một mình bạn đó thụ hưởng mà thôi. Ví dụ nghề nghiệp, mối quan hệ xã hội, giải quyết các khủng hoảng trong cuộc sống. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ tâm lý Tony A đã giúp cho quý vị khán giả, đặc biệt là những bạn trẻ hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ còn rất nhiều điều để chia sẻ cùng nhau trong chương trình Bí kíp hạnh phúc vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 quý vị nhé. Minh Ngọc và tiến sĩ tâm lý Tony A xin chào và hẹn gặp lại. Sao rồi, đi khám bệnh chưa? Bác sĩ nói làm sao? Đi rồi cô ba. Bác sĩ nói là bé Ngọc bị mắc cái chứng là đau khớp tăng trưởng. Đau khớp tăng trưởng? Đau khớp tăng trưởng hả? Ừ, đau khớp tăng trưởng. Cái bệnh mà lạ vậy, em chưa nghe bao giờ luôn á.